Dạ. Chuẩn bị đánh bot, chuẩn bị đánh bot. Vẫn cái server cũ của mình đó hả? Dạ. Rồi. Rồi ok mọi người. Kế hoạch báo thù. Mọi người ready đi. Từ đây mở cái rồi. Ok, hôm nay mình chơi với lại chiêu với lại hai bạn mới tên là Khoa với Đức. Nay mèo đi chắc đi đám cưới hoặc đi nhậu với bạn rồi nên không có tham gia được. Hôm qua có cái trò trận cầu trấn lột cướp hay lắm chiêu ơi. Em coi clip ra rồi. Qua em cũng coi clip rồi. Chỗ đi, ra đây đi. Ra đây đây. Còn mình anh á. Đoạn ấp ứng rộng nghe quyển nha. Nghe không chiêu? Nghe. Em đoạn ấp ứng rộng mà là 7, ấp 4 to. Đâu ok, hai bạn mới nhảy theo mình nha. Khi nào mình nói nhảy nhớ mở bản đồ lên coi cái vị trí mình đánh dấu rồi nhảy vô chỗ đó. Ok, dán đầu tiên chúng ta lên dách Naya đi. Lời đồng cảnh sát đấy hả? Vị trí đẹp mà. Với lại đông người như thế. Ôi cha nhảy hơi bị xa đó. Ờ, không sợ không tới. Không tới thì mình có thể lên trên đây trước nè. Hoặc là đây nè. Tới. Đó, tới. Vậy đánh dấu màu vàng trước là rồi. 1, 2, 3, nhảy. Ráng bay tới Yatnaya nha. Nếu mà vô được nhà cảnh sát thì cứ vô, tại vì trong đó nhiều súng đạn lắm. Nó ngó xung quanh xem có ai theo mình không. Alibaba bay chót. Ồ, tới luôn. Cool. Có địch. Quá. Trời, tụi nó bay vô thành phố rồi à. Không sao, mình chiếm cái nhà này. Ráng bay lên sân thượng được luôn thì ngon. Oh, come on. Đừng rớt xuống. Rồi, yeah. Quá đỉnh. Chưa chi là có súng nè, nó súng ba lô. Có shotgun là không sợ bố con nào hết. Ừ, Alibaba qua loot cái nhà đó đi, loot cái nhà hàng đi. À, em tầng này nha, anh xuống tầng dưới. Dẹp. Skyline, yeah. Oh yeah. Cú thương. Rồi cần súng ống là đủ rồi đó. Giờ chỉ cần kiếm giáp với lại máu me thôi. Sp
Presser. Ủa anh ta, anh lút tầng nào rồi? Hồi nãy lút tầng nào rồi? Anh lút tầng dưới rồi, giờ anh dưới cái tầng chật rồi. Có đạn năm không chịu? Bỏ lộn lấy cái này làm chi? Xin. Mình này có ba lô level 2 nè. Lấy đi, mình có rồi. Ok, ta, trong thành phố nó có một team đó nha. Ta sẽ loại team đó. Xe của Khoa. Cứ bình tĩnh. Ủa lấy xe đi rồi. Không biết. Nhưng mà nếu mà vậy thì hơi bị ồn đó. Tụi nó nghe tiếng xe, tụi nó biết mình đây hết. Rồi bây giờ vòng tròn. Ngay đây luôn, ngon lành. Lấy xe chạy ra clip poker. Đứng đây hồi đã, để coi cái team kia ở đâu, coi bắn được nó không. Ôi trời ơi, ồn quá. Khoa đi khoa dụ nó đó hả? Khoa làm chim mồi được á. Chạy hết cái đường nó coi có đứa nào bắn không. Chúc may mắn. Đó, đó, rồi thấy rồi. Đó. Nó hướng cái nhà màu trắng xanh 300, thấy ánh lửa không? Thấy ánh lửa chớp không? Đó. Ánh lửa chớp không? Rồi. Với thằng Ray. Nó ra kìa. Máy này. Nó ra kìa, không được. Ê để. Cứ nhìn nó nha, anh đi anh móc nó coi. Để đi em bán. Bán đi. Anh không có nòng nhắm gì hết, đứng đây bắn không được, phải đi móc đó. Nó đang chạy qua đường á, nó đang chạy qua đường á. Ok. Đức hay ai gì đó có thể đi theo anh cũng được. Mở lót nó cứ giật xấu. Tiếp tục thông báo vị trí nó đi. Quốc trời, quốc cây rồi. Tưng mình anh bay nó luôn á. Thì thành chết. Ok, không có gì lo. Qua chơi chung cho vui nè. Báo cáo vị trí nó coi mấy em trai. Thấy gì đâu,
Em xuống rồi. Không hay gì. Không ấy, nếu mà thấy nó ở cái nhà nào thì đánh dấu nó cũng được. Cho mình 6 chia với tờ. Ai, mất dấu nữa rồi. Đậu sống không? Đậu sống không? Có súng gì mà đổi? Không không, nó không còn. Đậu sống không? Súng gì? Em mà 16 nè, đưa cờ đây. Nó khoa bị mất miếng máu rồi kìa. Đỡ không? Đỡ không? Đỡ không? Nè. Còn 30 viên đạn nữa nè. Dưới có mũ một kìa, dưới nhà có mũ một. Rồi. Không phải nhà này. Lúc đồ ở trong đây cẩn thận đó nha. Tại vì có thể không biết nó ở trong căn nào đâu. Vâng 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 vâng. Ok. Ok, ca lái. Có cái ca số ca lái đây này, hãy lấy. Ở tập trung ra xe lại thôi. À lấy đạn đi. Xe hư rồi. Sao quá mọi. Skyline thì cứ lấy đạn đi. Hay là qua là lấy xe hồi nãy đi. Xe hư rồi. Xe hư rồi hả? Ngoài ngoài đường thấy có chiếc xe đó. Cái sao nãy mày lỡ hư rồi. Nó bắn bể bắn rồi. Đi.
Cái nhà nào có người đó, đừng có giỡn. Nhà sau lưng có người á. Để hả? Ừ. Chắc không? Lo chạy vô nhanh đi. Có người mình nãy giờ mình còn sống chứ không? Giỡn hết. Có thể nó đang ở trong phòng hoặc nó đang đâu nó không có nhìn. Đó. Ừ. Thâu yếu. Nhà đâu? Nhà sau lưng cái tòa nhà mà hướng em dòm tới. Đánh dấu trên bản đồ. Cái này nè. Không, nhà này nè, Đó. Ui. Thâu yếu. Đã bảo mà. Bảo chiêu mà. Hay quá. Ê, nó đo ra mình kìa, chưa? Rồi. Hướng đất. Ê, đứng sau mấy cái thùng này nè em. Đứng nó lộ quá. Em đứng ngay gốc cây. Không thấy đâu. Bán đi. Nó không có cover. Còn chưa thấy nó nữa nè. Ngay ghép tường á, đó, hơi tàn. Rồi. Bắn đi. Trúng đạn quá trời rồi mà không chết hả? Một thằng đau. Hãy còn thằng nữa. Nhắm mày mà không nhắm mình. Em đẩy lại nha. Ừ. Lên bạn lên bắn đi, cái nó sâu cái chỗ đó đó. Rồi. Kêu một thằng. Chết chưa? Hãy còn thằng nữa. Chưa chết đâu, còn một thằng nữa. Rồi, chết rồi. Rồi, hai thằng. Cẩn thận còn bồ nữa. Nãy giờ lướt không có máu. Ủa cái thùng ở đâu rồi? Ơi cái 4x. Sim chìa dừng cơm. Này cho con cái 4x nè. Rồi. Bắn ra. Đừng có tụ lại vậy bà con. Đi kìa. Bỏ vòng. Xe đây luôn. Cool. Follow me. Chờ lượm đồ á. Nhanh, các bạn có 15 giây để lượm đồ. Từ từ. 5 giây, ai không lên bỏ. Bây giờ mình sẽ ra clip Coca. Chỗ đó là chắc chắn là sẽ có team bạn á. Nhưng mà mình sẽ đánh chiếm một cái nhà nào đó để phòng thủ. Quyền lấy cái rách đó. Ê, ừ. Chết cha. Lo ngó bản đồ, sorry. Làm team mỗi người quốc 20% máu rồi chứ ít gì. Mục tiêu là mình sẽ chiếm mấy căn nhà ở trên đồi. Chiếm được cái đồi đó. Giá trời không có thằng nào. Không có, phải chiến đấu ấy. Chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Xuống. Chắc có vẻ chưa? Clear. Có vẻ clear. Chắc chưa? Chắc có vẻ chưa? Clear. Ok. Nhà này không có ai hết. Rồi không có máu qua cho bớt máu nè. Ai không có máu qua cho chiêu cho máu cơ. Cho nước thôi. Trên đây trên chỗ anh có một cái nón level 2 nếu mà ai chưa có. Có địch. Hướng. Hướng nào? Tiếng xe, nghe tiếng xe.
không thấy, chưa thấy. Ừ, cũng có tiếng xe thiệt. Đâu đi rồi, đi rồi, đi rồi. Chắc nó sợ, nó thấy cái xe mình ở đây, nó để nó sợ, hoặc là nó... Chơi bài á. Nè, ơi tới đầu tiên cho hơi bình. Đó. Ôi tập trung đây hết hả? Nè, đổi nón mình... kìa. Ừ. Đức kìa, chưa có nón kìa, đổi nón kìa. Rồi rồi. Ôi, có cái đốc dư không? Có cái đốc dư không? Đó, đây. À... đây có luôn. Trời ơi, có đó rồi nè. Xuống dưới đi tuần đi mọi người. Đừng có tập trung ở nhà hết. Ra ngoài tuần tuần đi mọi người, đừng có ở trong nhà. Em qua nhà tầng 3 đây. 3 tầng đây, 3 tầng đây. Chia ra ngoài canh đi. Đứng đứng ở mấy cái góc tường này nè, chứ đừng có đứng trong nhà, đứng trong nhà nhìn không thấy ở ngoài. Không được lúa thiếu lon nước nè. Rồi, bây giờ đặt nhiệm vụ là phòng thủ khu này nha. Cho đến khi được nhận chỉ thị tiếp theo. Và cái mặt phòng thủ chủ yếu là cái mặt phía bắc. Captain. Ừ. Một người canh phía nam thôi, còn bao nhiêu là canh phía bắc hết. Tại vì phía đó là cái sau lưng của mình á. Rồi vậy để em canh phía phía sau lưng vậy. Của Alibaba theo quán nét à? Ừ. Cái gì đó? Cái Libuka bị lút sạc rồi đó. Sao em biết? Em thấy dạo này rồi. Dạo này có hát hả? Ờ? Sáng tao bị hát xuyên. Sáng tao bị hát bắn xuyên rồi. Gặp hát hả? Còn này em thấy hách còn vui nữa thầy. Còn lên mạng sợ hạt cả đống người gặp giống tao luôn. Có xe sắp trái từ hướng hơi 40 chạy vô, bán cho nổ đi. Hơi 40 chạy vô mình hả? Thấy không? Không thấy. Nó quất cái lồng cây rồi. Thấy xe chạm khó nghi ngút được. Nhưng mà nó có chạy vô chỗ mình không? Chạy ngon qua chỗ mình. Ừ. Mặt phía bắc lia nha, không thấy ai hết. À, bỏ xe đi bộ vô ta. Ở đây là đi bộ rồi, không có đi xe nữa. Đó 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 đó, nghe tiếng xe chưa? Thấy chưa? Chưa. Nó đang đâm thẳng vô nhà mình, vô hướng mình luôn á. Thấy hả? Hướng ác, hướng ác, hướng ác, hướng ác. Dừng rồi, nó dừng rồi, nó dừng rồi. Ok. Bán không, bán không, bán không, bán không. Để anh ra coi. Anh không thấy nó đâu. Hướng 150, hướng 150. Góc cây hướng 150. Em nó đâu nhám hiệp. Không biết thấy chưa. Anh còn thấy nó đâu hết. Góc cây hướng 150. Hướng em bằng gì nữa. Ok. Có bao nhiêu người nữa? Hơi thàng, hơi thàng. Em có thể đánh dấu nó trên bản đồ được không?
Chắc trong ở đây nè. Trời đất, gần gì thế? Chắc trong ở đó. Bán ngang, bán ngang. No visual. Bán ngang. Bắn được thì khoan, đừng bắn. Nếu em bắn là phải chết nó, không bắn chết là bị kỷ luật nha. Thôi, vậy thôi, bán giả lắm. Lấy cung bán, lấy cung bán. Thôi vô vào đi, không bán vô vào đi. Từ 12 giây nữa kìa. Mình phải chạy về hướng nó. Rất cái đậu phộng. Ok đi. Đi lên trên đồi này nè, đừng đi xuống đồi bất lợi. Hướng màu đỏ, hướng màu đỏ. Đó, thấy cái sao? Gốc cây gần sai á, gốc cây bên đó sai á. À rồi. Rồi. Té ra trên đây lượng thảo nào sao ở dưới thấy được. Đi vô trong, đi vô trong. Ghê quá vậy. Hết hồn. Gió nó giật. Gió nó giật nó đập cửa. À, cẩn thận cái cọc tiêu ở đó nha. Vô vô vô. Bên trái. Bên trái Khoa bị bắn chết rồi. Xin lỗi Khoa. Xin lỗi Khoa. Thật, thật xin lỗi. Dưới đầu nè. Xuống dưới đầu à. Ê đừng tụm nhảy trời ơi. Yeah. Rồi. Thâu you. Dọc hấp này đó, dọc hấp này. Hưng ấy cà, hưng ấy cà, hưng ấy cà. Cái kiểu à. Không thấy nó đâu trơn. Ok. Hưng ấy cà, hưng ấy cà. Ok không sao. Nằm phía bên. Cái bên trái cái xe đó. Chết yếu. Lại lại lại. Tìm gì đồ đạc ngon quá. Để đi dành bờ ngon cắt tóc lại đi, tóc mà xấu quá. 3.000 nữa vô kìa. Vô kìa. Alibaba Đức kìa. Đức ơi em. Ủa, đâu rồi? Đây là lót chưa xong trời. Về đi kìa Đức. Không có nghe nói năng gì luôn. Không biết còn trong Discord không Đức. Rồi ông thần ơi. Chắc bị ganh rồi. Bị ganh rồi. Rồi. Ba ra quán net rồi, tắt máy đột ngột. Không mời mình vô. Để bỏ tim mời lại.
để kêu Minh thử. Chắc không đơn tìm hiểu à, ta rồi. Đó, nghe tiếng bút rất mạng rồi đúng không? Out Discord luôn rồi. Out Discord luôn rồi. Bị gan rồi. Vô. Chà. Ủa mày? Em mời đi. Không thấy Khoa. Đây Khoa. Hot team đi Khoa. Hot team đi Khoa. Mời đi. Má nhỏ vậy rồi em buồn lắm. Về nhà mới chơi này là vậy em. Mẹ. Ủa Đức không về à? À Đức chưa về, Đức chưa về. Đi vô cha. Đi. À, giờ thôi. Mày biết đâu mày về tí cho ba mới thương mày không? Cái thằng đồng về. Ba hai năm rưỡi là phải về. Không về cho ông ba lại chửi. Ủa năm rưỡi. Gì năm rưỡi? À năm rưỡi rồi mà. Hai mới về không? Không. Tao mới về một lần đợt Tết. À dạ là dạ là dạ là. Mày ở một hè, hai hè. Ủa mày hết hai hè rồi hả? Ở hai hè nhưng mà về Tết. Hè rồi đi kêu hè đến này. Nói này hè nhiều về nhiều chán lắm. Ủa không về à? Về chứ. Về ông bà mẹ. Mẹ mấy nó về. Về nhiều về lắm. Biết éo không? Về lắm về lâu. Về chí ông bà còn thương. Lại về à? Nó đây. Về. Ok, dáng này mình nhảy ra Jackie đi. Đi luôn. Vừa nó ra có nút F là nhảy liền nha. Jackie à, ok. Tại anh chưa nhảy ở đó lần nào hết, nhảy thử biết. Rồi, nhảy luôn. Sai vậy. Luôn. Tới, yên tâm đi. Ai không tới thì rớt xuống biển cho cái mập ăn thịt. Dạ, Jackie tiếng ngơ á mày. Đúng rồi. Yasnaya nè, Yasnaya không tiếng ngơ nữa. Thì trong đây toàn tiếng Nga không mà. Lúc ở trên đảo em thấy nguyên cái cờ cái liềm như là búa đó, còn gì nữa. Rồi chúc anh em may mắn. Đi bộ rồi. Đi bộ lên trên kia cũng được, trên khu kia có một cái khu nhà cho các hàng rào à. Miễn là được, rớt xuống biển là được. Rớt xuống biển là đéo lên được luôn. Chúc anh em may mắn không bị rớt xuống biển, chỉ mong vậy thôi này nè. Mình xém rớt rồi đó. Mình đã ngay rìa biển rồi đó. Cái này mà nó xuống biển là khỏi mò lên luôn. Rồi thanh niên này đi.
Thanh niên chiều, bung giờ sớm. Thanh niên Khoa. Khoa đi ra cảng rồi. Ra đây chào, có xe rồi. Anh sẽ đưa đón chú. Anh là đón em. À, chưa đéo còn mình đó à, vậy thôi nha, tạm biệt chiều nha. Ê, có. Ok, à, có xe rồi. Một mình anh một xe. Quái xế. Ducati. Khô. Lên tới khúc đó luôn hả? Rồi lên luôn. Lên đi, chỗ này anh lút rồi. Lên cho biết, chứ chưa. Lên cho biết, đúng rồi. Hồi giờ chưa bao giờ lên đó luôn á. Đi đi nhầm đường mẹ rồi. Nhả xuống. Rồi. Đó, xe máy là rồi thôi, dừng ở đây đi. Một thằng bên này bên kia đi, tao bên này. Tôi bảo là bên kia à. Anh đi mẹ thôi, để tao qua bên kia cho. Lúc thầy nè, ở lúc nhanh hơn nè. Còn mấy nhà kho ở trên kia nữa kìa. Thôi đó. Trời ơi, lợi thế là phục về chúng ta. Vòng gần mình. Vòng gần. Quá thơm. Quá trọng phát triển mà gọi gần. Hồi nãy nhảy xuống cỡ là gần hơn. Chập chờn thế nào nữa mà. Nó cứ cho mà 16 biết. Bếp không được mà 16 mà nó cứ cho biết. Bước cho tao. Dạo này nó thích bắn mà 16. Mày thích chỗ nào vậy? Được cái bắn xa đâm to. Đâm đâu to mà ok. Được không to nhưng mà nói chung là bắn xa chứ mới nó dễ bắn. Rồi, xíu cho là 16 kiếm thật thì khó thì. Ý. Rồi kiếm AK cho mày nha. Tuy nhiên này rất thích chuyên gặp cầu. Trời, nữa. Có một cái nhà mà được 3 cái phát kích luôn. Nghe rồi đó. Nghe gì? Nghe bờ với đá chết rồi đó. Muốn cho mình làm medic đây mà. Nữa, cái nữa là 4 cái đậu phộng. Khu này toàn đồ cứu thương, nhiều kinh. Quay xui thôi. Xí chia nha. Thôi ta có M16 rồi, khỏi cần, để cần nữa. Thôi lấy đi. Có rồi, lấy gì nữa cha. I'm coming. Nhà kho này lút chưa trời, nhà kho này đã lắm nè. Chưa. Trời ơi. Ba cái ba. À, mà đang giữ trong người ba cái ống nhắm 2x đó nha. Chứ anh có cần lấy chút nữa đưa cho. Lại mà 16 nữa, cái gì vậy thầy? Không biết. Đây có coi. Ok, thêm đạn này. Có đỏ cơ không?
Tao cũng đang xài đàn 7 mà. Ủa mày xài cái gì? AK với M16. Sao kêu không xài AK á? Tao bỏ AK đi. Xài nhiều súng để có đạn chứ. Xài một hai súng cùng một loại đạn thì mình làm gì mà có. Mày xài một súng thôi, sợ hơi súng mất công đổi lắm. À, anh đang suy nghĩ là anh có anh xài 4 thì giữ ok đây. Dòng bo nha. Đu biết ta chúng nó tập trung đây nha. Thôi đi thôi mấy người. Rồi nó dí không? Dạ dạ dạ. Rồi anh tí đi. Đi xong nhà đi con. Ôi chết cái vụ này lộ. Ôi cái xe nó phải... Nó bị lật. Phải lật nó lại. Xe máy phải không? Ừ. Thôi từ. Ủa xe anh 4 chỗ hay là mấy chỗ anh? Xe máy mà. Xe máy à, à thì thôi. Đi treo, có xe 4 chỗ đây. Từ. Không, lát chú đi xe máy đi. Anh chú xe máy gần chú đấy. Đi đây. Ờ, lấy gần Manchester không nè. Cái gì? Gần Manchester. Là cái gì? Là có gán vô nào để giảm giặt. À, cứ lấy đi. Tao chơi đủ phụ kiện. Cái đó bỏ rồi tao bán bộ phê luôn. Chỗ tao có địch nha. Ý á hả? Nhanh mãi. Mất tao chạy bộ mà. Mày lưu về lợi xí đi. Đây á thích. Đây. Còn vàng à. Đây. Đây. Đây đằng nam không? Hai đằng nam nhiều lắm. Thì bỏ. Thì cứ giữ đi. Lát bỏ sao? Ủa tới cái nốt nào vậy? Tới nốt vàng. Ừ. Vàng đây. Chờ. Đón khoa không? Ghé đón khoa không? Ôi trời ơi, ôi trời, má lái xe thiệt tình. Ôi trời ơi. Thôi để tao lấy tao. Lấy cái gì? Bây giờ lái tao lấy lừa mà. Control, control số 2 đi. Số 2 không được này. Số 3, số 4 gì đó. Không được. Cho 1. Ê, xe có bật gì đi cây không mà sao kỳ vậy? Không. Vậy thôi. Để coi qua chỗ nào. Khóa vào vòng rồi. Ta đấu đi chung chứ.
À, ở đây được mày. Có ai bắn mấy em á? Đúng không? Không. Tông mạnh lên. Tông yếu. Tao lỗi đây. Mày hãy tông mạnh lên, vận tốc này không tông được đâu. Điền vòng đi. Qua trái chút đi, qua cái đội kia đi. Bỏ xe đi. Chạy qua đây mày, chạy qua đây mày. Chứ một cái đò nào tốt tốt nha. Đây này. Ừ, tới đó đi. Nếu nó có xe thì cần gì mình đấu. Đấy. Đi qua nào, đi qua nào. Đi chợ chấm xanh á, đi lên đòi á. Hết hồn. Lên xe khoa chở. Nãy giờ chạy bộ mỏi chân rồi. Này phải qua cầu á chứ. Qua cầu, qua cầu, qua cầu đi. Xe không có lội nước được à. Cầu kìa. Chỉnh mở. Chỉnh mở lội nước được. Ship ghê vậy. Oh, win win win. Hung thần xa lộ. Rồi chở mình đi đâu đây? Vô tính mượn cái đó. Lỡ rồi. Có mũ bảo hiểm chưa? Ráp bay này chở đi đâu trời. Thôi dựng đây được rồi đó, khoa cho anh xuống anh sợ rồi. Dựng đây là dựng đây là dựng đây đi cho anh xuống anh sợ rồi. Lấy xe bốn bánh không? Ai có ba mấy đi ở việc ai có ít, ai có ít. Tao có một cái, tao có tám ít mà. Ờ lấy bốn ít thôi, mình chỉ có hai thôi. Cho tao ít mà đổi đổi cái súng đi. Giống gì cho cái súng sao được, tao mấy đây cũng được. Ta chỉ 4 ít thôi. Ờ cho mày 4 ít mày đợi. Nè, ta 4 ít đâu. Đồng nhắm 8 ít tao đâu còn. 4 ít, 4 ít rồi 8 ít rồi. Ok. Cho mày setter luôn nè. Ok. Cho súng, cho súng, cho súng. Ê, cái nồng. Cho nó cái súng kìa. Có xe, có xe, có xe. Hướng. Cho nó cái M16 đi. Cho nó cái M16 đi. Xe hướng. Có xe thôi. Có xe, có xe, có xe nha. Xe hướng. Có nghe tiếng, nghe tiếng, nghe tiếng thôi, nghe tiếng thôi, nghe tiếng. Từ từ từ. Ok. Tao cái nào giảm giật đứa nào lấy của tao rồi. Thằng nào cầm AK lấy đi. Thằng nào cầm AK lấy đi. Sao còn cái nào nhắm 4x này? Không dư à? Đâu, 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 đi đây. Nè, 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 nè. Xì đa mà. Nó. Ừ. Đâu, cái nào giảm giật đâu? Đứa nào mày lấy rồi? Có người ở. Ủa. Đi bộ đi, đi xe làm gì? Ờ thôi đi bộ đi. Ui, 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 đừng, đừng, đừng. Mẹ. Tông tao. Giờ mà còn đi xe nữa. Tắt máy đi, đi bộ đi. Trời ơi, anh đứng tút đây mà anh còn nghe tiếng xe ấy. Nhắm đầu nghe, nhắm đầu nghe. Cái đường đầu quá xuống. Đi núi. Trên đồi hả? Núi bây giờ không có ai đâu. À, cũng có thể có. Có đây, có đây, có đây. Cho cây súng dài coi. Nào, cây súng dài này muốn bán AK phải không? Cho cây AK nè. Cái gì cũng được. Đứa nó cầm cầm bay xe tơ lá AK. Nè, 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 nè. Đưa tao cây súng từ lên. Ôi trời ơi, mình ở trong vòng bom. Bom. Đạn 7 nè, đạn 7 nè. Đưa lấy cho tao nữa. Amen. Cầu chúa phù hộ cho qua được cơn này. Mẹ Uzi luôn à. Vậy lên đạn mày.
Giá trời bom đừng nổi chỗ mình. Thôi kìa cánh xoay nào ra. Ôi trời mà, ơi. Đưa ra cái LG mà đéo phục kỳ luôn vậy. Ôi ôi trời ơi. Sợ quá. Kinh thật. Nhắm sao nè, nhắm sao nè. Thế nào ngắm cái núi, cái núi với bên phải á. Ngắm bên phải chưa? Hướng cái sao nãy á. Cẩn thận cái đám nhà phía trước nha. Hai người ngắm phương hướng rồi kìa. Con người lục rồi. Giờ mình đi dần vô đây. Con người lục rồi. Thằng biết cướp nào. Có xe, có xe, có xe. Có xe bị cháy luôn. Nó lấy xe của mình á. Nó lấy xe của mình. Ê, có một thằng đang chạy, có một thằng đang chạy hướng ấy ra. Bên nồi. Thầy không thấy mình, thấy nó mở mồm. Sao? Nó lấy xe nè. Nó chạy gần xịt luôn. Chỗ chiêu đứng đó sao chiêu thấy được hay vậy? Mình đứng đây mà không thấy nữa. Có thằng nào? Tao không, ngay nhà vệ sinh kìa. Cùng 4 thằng cùng bán. Trong nhà vệ sinh hả? Hướng nào? Hướng cái tè, hướng cái tè luôn, nhanh lên, nhanh lên. Rồi rồi, nó bị lờ vị trí rồi. Ok, để mình đi móc. Nhà vệ sinh rồi. Ê! Ở đâu vậy, đâu vậy? Tặng đá, tặng đá. Chỗ tôi. Thằng đá chỗ tôi đứng. Hai thằng gục ở tảng đá rồi. Để giết kêu kêu nó luôn. Confirm kêu. Mày nữa. Cặp đắp cái cơ luôn. Trời. Dành kêu của mình đó chứ. Kinh. Không, rồi, bây giờ tiếp. Đâu có. Giờ ơi nó qua người đó ăn mà, dành đâu được. Tiếp tục nhà vệ sinh nha. Chưa xong đâu, để mới móc tiếp, đừng vội mừng. Sao không thấy nó ta? Có đứa nào trong nhà vệ sinh đâu chạy. Minh lút đồ đi Minh. À, anh chỉ nút máu à. Súng thì... Có đạn 7 trên đó không? Lấy cho anh mới. Không, tụi nó không có đạn 7. Tụi nó có đạn 5 nhiều anh. Vậy chắc đổi qua chúng nó xuống 5 quá. Ê, có thằng nó chạy tới hướng sau lưng, hướng đúp. Hướng đúp hả? Quay lại. Quay phía sau. Chưa lại xíu. Rồi, để anh móc nó hướng đúp luôn. Rồi, nghe tiếng súng nữa rồi. Nhưng mà chưa thấy. Máy tôi bị lỗi gì rồi, tiếng súng nó tiếng... Ngay gốc cây á. Anh đơn ở sau lưng, đó. Chạy tới. Mà nó đưa cái lưng cho mình bắn luôn thì thôi chứ. Ôi, vòng. Chết cha. Vòng, xe. Chưa đợi xe để anh lấy. Ta có xe không? Còn bán quá. Là hèm bắn quá. Mẹ, xe bị mát rồi. Come on. Từ. Em có máu rồi, từ, đừng lo. Anh cũng có máu. Yên tâm, cứ chạy đi. Cứ hết máu là anh lại bơm máu, anh 4 bịch máu luôn mà. Ui, siêu giàu vậy, em không có máu. Chừng nào hết máu á, cái đứng lại anh đưa máu. Cứ chờ nó rút máu đi. Tốc độ mình bơm máu nhanh hơn mà. Ủa thằng nào còn đứng ở kia? Tao đang bơm máu. Tao mày qua là mày lấy cái xe mày chạy đi. Xe hồi nãy mình bỏ.
Trời ơi, còn xa quá. Lạy chúa tôi. Đi. Gì? Máu hả? Nè. Máu không? Thôi thôi, đi 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 đi. Em còn. Ủa, còn 3 cọc lận. Chưa. Vừa vô tới vào bị bán bùm cái. Hồi nãy chưa đốt hết máu luôn. Không có đủ anh luôn. Ấy, giờ không có xe là tiêu. Đâu chạy được mà. Còn vòng trong nữa kìa em. Vòng trong nữa. Chạy tới vòng rồi chạy, chị chạy tiếp. Thôi để em uống máu nữa. Máu thì mình đéo thiếu. Có điều mình cứ trả thôi. Chỉ cho bớt nha. Lái xe anh còn gì? Còn cái mét kít, 4 cái phách ép. Ráng chạy ra đường coi có xe không. Khổng khổ quá. Kế bên chiều có xe kìa. Nhanh nhanh nhanh. Khoa anh kia bơm máu đi rồi kìa. Xe gì đây? Xe hai người à? Cool, đi. Chở vô trong. Ở trong nạp máu xong là chạy tiếp. Rồi, đứng yên bơm máu hả? Rồi đi tiếp. Ok, go. Cho bớt máu đi, em hết máu rồi. Đi kìa. Úi, được. Đó, bị vòng nữa à. Đó, phải đi kìa, vô trong luôn, phải liền. Thấy chưa, vòng này mới đau nè. Rồi, nghi xe, hai xe, đồng xe, chí. Có xe. Hai đồng chí kia dẹo quá, xe ở đây nè mấy đồng chí. Chưa là, xe. Anh lấy xe kia anh chạy xuống đi. Ôi, ui, ui, sao? Ui. Ô, một thằng knock out, what the fuck. Cán nó đi chiêu, cán cái thằng quỷ cho anh. Đưa nào. Nó mới con bụi cây á. Rồi còn thằng nữa trong bụi cây á. Mày hả? Đó, nhảy xuống xe bắn. Cứu đừng, đừng chạy nữa. Đâu vậy? Kệ bên đừng chạy nữa. Ôi ôi. Nhảy xe. Trời ơi, nhiêu. Chết rồi không? Em hết máu. Máu thì ăn máu. Nè máu nè. Máu nè. Máu thôi, nè. Đó, quăng ra hết nè. Em nghẹo, em rộng. Em rộng. Em rộng luôn. Rộng hết luôn. Và máu thì rất là nhiều nhưng mà không thể bơm kịp. Máu rất là nhiều nhưng mà vâng. Chịu. Vâng. Đúng là nãy bỏ xe mà. Đúng là thất bại quá. Câu giờ nữa chứ. Vòng còn to mà mình bỏ xe sớm không? Thất bại lắm. Bị hai team mà mình mới mất thời gian bắn hai team, team trước team sau nữa. Giết hết tụi nó xong hết giờ. Ok tiếp. Dạ em thốt với lời xí à. Ok. Đúng mà. Đúng mà. Đâu đi xe máy.
Về đi bộ nó mày. Mới chưa thoát ra. Vô chưa? Nào cái nó vô con mình. Hả? Nào nó vô không? Vui. Cái chuyện gì đâu mà không chơi. Ừ. Ăn chơi không là chính á. Mua vé về đi. Tiền đéo đâu mà mua vé về. À quen. Mua máy tính chơi. Tiền ăn mày còn đéo khó chứ ở tiền mua vé. Không phố rồi biết không phố. À, ai vô rồi sẵn sàng nha. Nãy giờ mới có Minh sẵn sàng rồi. Hoa nè. Không ra là. Chiêu nè. Vô. Vô rồi hả? Hoa không? Hoa nữa. Chờ chút, bị out game rồi. Ờ. Thanh niên cũng bị out game rồi. Máy nhà tao yếu. Máy nhà không phải máy bên kia. Có điều kiện bây giờ. Câu đỏ mà câu đỏ đi. Vì tiền mà câu đỏ đi. Thích chịu. Sợ không có áo thôi. Thích rồi. Thích chịu thôi, đồng phục. Quần phục luôn cũng được. Nếu mà chịu. Áo đỏ, quần đỏ, nón đỏ. Không có nón đỏ. Ê, thanh niên em đâu, kia. Em không có. Thanh niên kia không có áo đỏ kìa. Áo đen là quản lý. Ủa? Đó bay. Ủa khoan chưa vô rồi. Sao chưa vô? Đâu mà đứa nào cũng áo đỏ ra vậy? Quần đùi áo đỏ. Áo đỏ mày đâu? Không có áo đỏ. Sẵn sàng chưa? Hết chưa? Rồi ok. Vô. Ngon ha, nhai nhọt, nhấp nhép nhồng nhoàm nhé. Em đang ăn cơm. Nhời chứ không ngon đâu à. Rồi xuống sân bay nha bà con. Military à? Sân bay hả? Sân bay. Ôi. ATC luôn nha. Anh khoái chỗ đó. Chỗ này à? Còn không lưu nữa hả? Đúng rồi, ATC chẳng không lưu. Gì vậy? Sợ chỗ đó hả? Nhắc tới sân bay là sợ. Không có chức phục tốt đẹp. Ô xù đi. Trong máy bay hẳn còn khoảng chừng vài chục tên đó mà.
Rồi, chuẩn bị. Bên này với con bên kia là. Nhảy nè. Đông lắm á. Mục tiêu là phải sống còn. Objective. Có một team á. Nhiều team nó khác. Một team đã là ít. Nãy anh trong máy bay anh nhìn mà khoảng là 20 đứa. 4 5 team cơ. Dạ nhớ là khoảng 2 team ở bên mình. Ôi trời ơi. Một rừng dù luôn. Một rừng dù. Tụi nó ra khu nhà chữ U nhiều. Đó, một mình anh ra chiếm cái nhà ATC nè. Chiếm này trước. Cái này là vị trí đắc địa ở đây. Có một bời hả? Có cái chiêu này là cứ thế mà chơi thôi. Ủa, em bị mát cái này là không được. Cắt dây dầu ấy, cắt dây dầu ấy. Đâu, nó bị lọt không lọt mà. Trời ơi. What the fuck? Bây giờ thì nó mà không nhau rồi. Ôi. Ok. Ai vô ITC có anh bảo kê nè, anh có Skyline rồi. Skyline và 90 viên đạn và Red Dot Sight và lựu đạn, ok. Sao nhiều tài vậy? Ồ, Tiểu Liên nữa. Thêm một cái. Thêm Vector. Có không với cái này chỗ này rồi. Cool, đủ đồ rồi. Anh chỉ mới cái súng lục thôi. Lên đây anh chia cho cây vector xài này chưa? Thì em sẽ qua line đi. No. À, vòng tròn chỗ mình nữa. Ngon quá. Yeah. Trời, hôm qua đi mà không thấy cây shotgun luôn. Chiều đâu, chiều đâu, chiều đâu. Từ đây, từ đây. Đã là có súng chưa? Đã đây, đã đây. Đi đâu vậy? Yếu lắm. Từ từ, từ từ. Tao còn để cái súng mà lấy chi tới lực mày. Em có 4x. Anh để trong đây nè. Cho cái UMB đâu ha, là đây. Đó. Súng của em đó. Nè, cho anh 4x nè. Ok, cool. 90 viên đạn là đủ thủ chỗ này rồi. Trên đây có nón nè. Súng rồi. Súng rồi thôi. Tưởng đâu ngoài chưa có súng. Em có thể đi ra cái hai cái hang gang ngoài kia kìa để em loot đồ á. Chắc chiêu, anh canh cho. Không có ai ở đây đâu, nó không có nhảy tới chỗ này là một. Thế là anh canh chỗ này là hai. Yes chưa? Đó, em đi tới cái hang gang đầu tiên nha, xong rồi qua tới cái hang gang thứ hai, loot xong cái hang gang thứ hai thì lấy cái xe mô tô chạy về. Mô tô nào? Xe gắn máy. Xe Ducati á chạy về. Đi lút đi. Đi đâu vậy? Nè, đâu lút nè, đâu lút nè. Không phải, đây ý là nó cái hàng ga kia mà. Hàng ga là cái gì? À, cái nhà chứa máy bay. Nhà chứa máy bay chứ nào? Trước mặt á, đây nè, sau mình nè. Em mới xuống mấy cái máy lạnh mới. Hướng 105 á. Đó, có hai cái hang ga đúng không? Hang ga này, xong rồi em chạy lên cái hang ga trên kia. Hang ga trên kia nó có một cái xe máy. Lấy cái xe máy đó chạy về. Con có Aerob, Aerob à? Aerob rồi. Nhiệm vụ của chiêu là đi lấy Aerob luôn. Chiêu. Bên nào nhiều nhiệm vụ quá. Bởi đó mày đi lấy Aerob tầm ngắm á, mà cần tầm ngắm á. Thêm một người nữa đi lấy Aerob. Đi được không? Hai người được rồi, hai người được rồi, một người ở lại phụ. Đi nhiều chắc nhiều không được chứ coi á. Trong hầm ấy chưa? Coi chưa? Mày vô hầm đi. Tao lấy cái Aerob. Có xe rồi lấy Aerob đi. Cho cái súng vô bữa đi. Alim à. Ô thiệt. Rosa. Yeah. Rosa là cái gì? Súng máy. Ồ, có gì không? Bán phê lắm. Cái gì không? Hết à? Hết rồi. Cần một cái 4x nữa, Ủa mày lút này chưa? Rồi, đeo cái gì á? À.
Ủa tóm ít. Ngon. Ủa cái hầm phía trước là lúc giờ? Nè, chưa. Thôi lấy qua hầm này lấy xe luôn. Có cái này là cơ bỏ bụng rồi. Có một chiếc xe để đâu lấy xe luôn. Có một chiếc xe 4 chỗ để lấy luôn nha. Mày lấy ha, là tao lấy. Một thằng lấy thôi. Anh canh nha. Anh canh mà. Phía sau đó không có ai, an toàn yên tâm. Chỉ có chừng nào em đi vô trong trung tâm khu sân bay mới sợ thôi. Sao có gì hết? Đây. Chứ đường băng là anh canh hết rồi. Mình không vào mà. Dĩ nhiên. Bắn nhau bụp quá trời luôn rồi. Mẹ thằng ngu thiệt chứ. Có gì hết đó. Rồi đi ké rồi. Thấy có dự cách đấu không? Yên tĩnh, không có team nào dám ra đây hết hả? Rồi dự cách đấu thôi luôn rồi. Nãy anh đưa em cái mà. Cái súng nãy anh đưa em có đó. Nè anh coi vẫn còn cái. Còn cái nè. Vô nha. Coi có nhu cầu bán có mấy không? Thôi 4 ít đủ rồi. Cái VTR 8 ít to quá. Chừng nào có K98 này thì bắn 8 ít. Đâu. Nè Red Dot nè. Mày lấy vector không Khoan? Mày lấy vector không? Cái cây súng trường đi. Súng trường không? Cái cây súng đổi cây sọt gun nè. Không mày lấy, mày lấy cho này. Tao có hai cây sọt gun. Cái tao không sợ. Chỗ này an toàn mà súng mà máu me nghèo nàn quá. Ủa là đủ luôn hả? Đợt là 5, 7, 9 ông mày cho. Không. Cái Groza đây gán có ít không được. Nào cho cái bơm lên đây cái đẹp luôn. Vào bao xong lấy xe đi nha. Lộn quần phải qua cầu á. Hay là mình canh cầu đi. Mình có sớm mình canh cầu đi. Có súng gì nhiều đâu mà canh cầu. Súng giờ không nhiều nữa. Cái con Groza rồi. Ở đây đi. Canh cầu giờ trễ rồi cưng. Mày lấy tao mít thôi hả? Canh cầu là canh những thằng đi từ phía bắc qua chứ gì? Không, đi từ cái chỗ mình qua nè. Mình qua sớm mình canh. Chiếc xe kìa, thấy chiếc xe đang chạy xuống cũng thấy đứt. Nên ngoài bờ rồi. Thôi, ba thằng. Thiên hạ hay còn đông ghê á. Mình vô đàn chi chứ ha.
sao lại nhiều lắm mà sao giờ không thấy đứa nào ta. Nó nhẹ rồi. Đi vòng vòng cho mày thấy á. Thôi, chỉ số phận cây sạch gan cây UMB. Những kiến sức thường mà đéo có. Ok, sắp làm vòng tròn mới. Để coi khu mới là khu nào. À ha. À ha. À ha. À ha. Rồi đi. Lấy xe đi. Lấy xe kiếm kiếm sồi. Lấy xe chặn cầu ơi. Giờ nó chặn trước rồi chứ. Anh vừa ngồi ghế bên kia kìa. Chị ngồi ghế bên ngoài á. Tại sao? Chứ để xí bán khống ngừ á. Thằng Trung năm hả? Đâu rồi? Đâu dừng. Số mấy? Cái gì vậy? Khoa làm gì vậy? Dừng đi toilet để chứ. Cái đầu phòng nên định ra xa à, bữa vô tông xe không có ảnh. Ừ, ảnh chưa biết. Cái bữa đi ba chiếc xe bị tông nổ hết ba chiếc, ảnh không có, bởi vì ảnh chưa sợ. cái nhà hứa nó có người á. Cái nhà bên tay phải có người. Chết cha, chỗ này chui sao lọt. Qua được. Tại lấy lựu. Ủa cái tập đó anh up chưa? Up hết rồi. Up hết luôn hả? Xả hờ hết luôn hả? Ừ. Nó tiếng súng kìa, có thằng trên này kìa. Trên đồi bên phải. Trên đồi bên phải nha. Chạy qua lúc đi, dân chi. Bắn nó. Lên cho nó sao? Thôi đừng lút, đi. Chuẩn bị trên đồi á, á lộn trên cầu. Bắn nhau trên cầu á. Đằng sau. Cây gốc cây, qua cầu luôn đi, qua đi, đừng. Ôi trời ơi. Ây da. Ủa ông nào trong xe vậy? Trời, mấy ông này vẫn ngồi trong xe tỉnh bơ chứ nó đậu không. Mấy ông này vẫn ngồi trong xe tỉnh bơ, vậy ra bắn đó. Em vẫn chưa thấy nó ở đâu luôn nè. Nghe theo tiếng sống á. Oh no. Bắn bể xe, bể xe. Chạy, trời, bỏ. Oh no. Qua đây. Nhanh lên. Tôi rồi. Trời, ông Khoa ông chạy đâu vậy? Đụng không phải giỡn, đụng trúng gốc cây. Xuống đồi xíu. Trời, ông Khoa ông chạy. Gà. Từ qua bơm máu. Thấy ngay gốc cây, nha. Gốc cây nào? Hướng nào? Gốc cây hướng phía trước mình đó. Trước mình hướng nào? Đó, phía trước mặt tôi kìa. Em thò em bắn lên, nó hết đạn rồi. À. Qua đâu, đi về cứ đi vòng làm gì? Thì kéo đi. Ôi, bị phía sau. Không phải sao đâu, em bò người ra bắn chúng á. Ui, đừng có lắm tượng tao. Cái gì trời.
đầu hồng. Thanh niên pha là gì vậy? Thanh niên là gì vậy? Tông nó, tông nó, tông nó, tông kiểu gì? Tông kiểu gì? Tuyệt vời. Thanh niên pha ném cái làm gì luôn? Đâu vậy nhóc? Lắc quá thật không. Quần này lắc quá không thể nào thấy được nhân vật luôn. Đùa nhau. Cười bình luôn. Thằng kia nó cũng ngạc nhiên lắm. Nó kêu ủa cái tay. Ủa cái tim này lẹ thế. Cái lấy xe chạy quay lại. Tôi chạy vòng vòng nữa. Tôi kiếm người mà tôi không thấy ai luôn á. Vòng vòng máy lắc quá nữa. Mày thấy đầu gỗ của người chơi máy lắc chưa? Ok vô lại. Cười bình. Tại vì nó có một người à, anh định dừng xe là anh bắn nó luôn con đứa à. Em nghe tiếng ấy cả ấy nữa. Đó chỗ nãy có một thằng nữa. Đồ đỏ xu quá. Đồ đỏ xu quá. Thôi không chơi đồ đỏ mà. Mặc ra đồ đỏ vậy biến lắm. Tao bị lỗi không phải giống như chiêu mà tao không lock hình vũ khí với người. Nó bị giật cái gì. Không lock hình vũ khí người thì làm thì sao bắn được. Bến nồi thằng đó sao cái pha nó giàu lắm á, nó hả hơi lắm, có đầy đủ súng rồi còn có xe chạy nữa chứ, sướng vậy. Ít hơi ít bóng ít tóm rất tốt, đầy đủ đầu. Mua giày mới hả? Mời mua giày mới hả? Thì giải phép chờ tùm lum gì? Sao này tỏ lộn nó trả lời con. Ok, mình nhảy xuống nhà máy năng lượng nhân Mutan nha. Xa lắm. Sao tới? Tới không? Rồi. Cái này là Mutan rồi. Mutan đi, Mutan đi. Ừ. Canh lộn. Canh xa quá không tới. Muta sợ còn không tới nữa nè. Đừng nhảy. Ba. Nhảy. Thế nào cũng có một đám nó nhảy xuống sân bay nữa cho coi. Cái rồi mình lần này mình ra mình chặn cầu nè. Có một team đang đi theo mình. Nó bung vô rồi. Còn thằng kia, một thằng bên phải. Thôi mình chỉ tới nhà này nổi thôi. Vì sao mình nhiều lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một team, hai team, 6 tiền. 6 tiền ngay phía mấy cái nhà hải cầu á. Thôi vào đây nấp trước đi. Thôi mình cũng đi nấp trước đi. Chúng nó ra chiếm đầu Mita rồi, đầu cầu rồi. Ui, phía sau cũng có. Phía sau nhà mày cũng có mình. Rồi ok. Tao thấy độ hơn không? Tao như máy bay không người lái, người đứng kỳ này. Thấy độ hướng không à? Chết mà, xe hả?
Chết bà có xe. Lấy xe đi rồi. Ừ, hên quá nó lấy xe đi chứ nó không vô giết mình. Hú hú. Rồi anh bung dù định nhảy tới tới nhà máy điện luôn. Làm bung dù sớm. Khổ quá chưa có cái gì hết. Chỉ có một khẩu súng lục. Ôi mình ra giải nhà mà không có một cái súng trường nào luôn. À mọi người là lúc đồ xong rồi cứ chạy chạy lên phía bắc nha. Đi ra chỗ mình đi. Ok. Đi ra cứ tập trung đi dần dần lên hướng góc 9 giờ của cái vòng tròn trắng. Thấy lộn góc 3 giờ chứ. Yeah, ba lô 3. Cầm súng lục không thấy yên tâm chút nào. Đây. Em cầm súng cường em thấy cũng không yên tâm được. Rồi M16 rồi ok. Yên tâm rồi. Này không sợ bố con nào hết. Dạ không có gì luôn. Mình có gì cho mình lúc đấy chưa? Hết rồi. Hết rồi không có gì luôn. Mà chỉ có máu thôi. Máu phụ kiện thôi. Máu mày đi cúng cho tụi nó làm gì? Cứ đó có người á. Chứ cái xe ra. Chỗ tao có 4 cây súng nè. 4 cây súng. Khu vực của anh Lê nha. Có thể qua đây. 4 cây súng à. Chú súng dây. Anh ta muốn cây súng, súng gì vậy? UMB 9. Thôi, có súng là vét ra đường là hay lắm rồi. Đỡ hơn cầm cây súng lục. Đó, tao lấy rồi, không tới lượt mày đâu. 4 cây súng mà. Thì lấy súng đi, không có đợi. Tại súng không? Gió nó giật á, nó đập cái cửa vô. Bên kia. Có đồng chiến không? Dùng cái giám thanh luôn kìa. Ê, có địch. Ở đâu? Không bây giờ. Hướng cái nhà mình vừa lút hồi nãy. Rồi liền. Vậy, một tên. Chắc phải xuống cứu viện thôi. Rồi. Đai luôn. Sao không xuống? Sao không xuống thằng 1 à? Giết thằng 1 hả? Ba mày. Mày tao. Con đi. Mất nhiều bao. Đi. Cầm xô gân nha, cầm xô gân đó, ăn thẳng. Mày coi cầu thang đi, tao nhả xuống. Rồi đã xíu. Mình xuống cái cửa trên lầu á, cái cửa trên lầu nhảy xuống. Tụi nó đâu? Từ đừng có đi, đừng có đi. Súng này cổ quá ngoài rồi, bắn ô tô. Ra ngoài rồi. Nó còn cái chân. Nó đang bao quanh nhà tụi em hả? Nó đang ra ngoài, nó qua phía nhà SE rồi. Nhà bên cạnh mình á. Nhà bên cạnh. Nhà 2 tầng bên cạnh mình á. Chúng này thấy nó luôn mà. À, anh thấy nó rồi, nó ngay cửa mà. Rồi để anh đi. Hai thằng nó nghe. Thấy hai thằng nó cẩn thận nha. À. Chị canh cửa đây. Coi chừng nó lên rồi mà. Tao đóng canh nè. Đóng canh nè. Tao ra nhìn vào đây thôi. Bắn viên đạn đi.
chưa để thấy nó hả? Bây giờ mới nhìn lên á. Nó không có ở cửa trước hay sao á, nó ở cửa sau hay rồi. Chết chưa? Nghe kinh vậy mới chế. Tao hết đạn, có đạn cho nó không? Bước cho tao. Không thấy rồi. Ủa mày knock out hai thằng rồi mà. Hai thằng à? Con, nhí bấm con. Ủa? Mất một cái hồn à? Còn tim á. Mất một cái hồn à? Qua, tao đi xuống đây. Để mình móc. Để mình tham gia chứ. Cẩn thận cái nhà vệ sinh. Tao bất đạn nè. Đó, hết đạn luôn á. Mẹ rồi á. Đó. Có đồng bò lấy cái dưới, Không thấy nó ở đâu nữa rồi. Trong nhà, nó đang lết trong nhà. Lết trong nhà hả? Ờ, thấy rồi. Kêu. Rồi, sao? À, còn hướng à? Có hướng nữa không? Còn không? Thấy rồi, thấy à, rồi. Thằng này nó cũng hết đạn luôn. Mày liền. Không phải, mày bị knock out. Mày không làm được gì hết. Kêu lên, chiếm lợi phẩm ơi. AK luôn. Đâu AK đâu? Lấy rồi, chiếm rồi. Ủa không, thằng ở ngoài nữa hả? Anh bán thằng ở ngoài. Thì có hai thằng hả? Chứ không lẽ còn thằng nữa? Căm nhà hơi hàng nữa, giá là 3 thằng. Ồ. Thằng chưa? Ok chưa? Một thằng ở đây nữa, 4 thằng. Ủa mình nhớ mình đâu có bán chết nhiều vậy. Tao bán chết một thằng, mày bán chết một thằng. Anh bán chết một thằng, vậy là có 3 thằng. 3 thằng vậy. Một thằng qua đây nữa nè là 4 thằng hết nè. Vậy ai bắn chết thằng đó nữa? Không biết. Cảm thấy sợ rồi. Tao đọc ông đứa mà nó lại không tính mạng, hiểu rồi. Vậy là được cứu rồi. Không được cứu, hoặc là chung chưa? Đầy đủ đồ đạc chưa? Rồi đi lên phía bắc thôi. Tạm đầy đủ thôi. Hồi nãy em có 3, phải có 29 viên đạn nữa. Ừ. À, bây giờ đi ra hướng màu vàng nè. À, có rồi. Ok. Ai có đạn 5 không? Không ai có. Có. À, anh có 50 viên nè nhưng mà đang xài của M16. Đi ra đây. Ra đây xí cho. Ok. Hướng đó cũng có người á. UMB bán sứ thiệt chứ. Cái điện thoại. Ừ. Đi bán từ đằng sau. K98. Đi bán từ đằng xa. Ở đâu thế nhỉ? Xa lắm. Rồi xa thì bỏ đi. Ủa ơi, cũng sợ mà 16 hết rồi. Đeo có súng, mà có súng bắn là mai rồi. Sợ mà 16, y không sợ vậy. Đâu được à? Khu ở trên kia có mở cửa, có thể có địch đấy. Có đạn nha mày. Ít đạn, ít đạn. Ờ, cho 40 nè. Trời ơi, mấy ông này. 40 giờ đủ một lượt bắn luôn. Mấy ông đang chia đạn gì mà. Chị tìm lên cho ta kìa. Làm sao em làm thịt mèo vậy? Coi phía ra sao nè. Để nằm xuống đi. Xuống mở cửa chắc không sao đâu đi. Chứ đợi đã uống má rồi. Em lên đi trinh sát đi chiêu.
Được rồi. Ừ. Một người thôi đủ rồi. Đúng không? Ấp độc. Đi. Nhắm thì kìa, nhắm cái nhà đi. Chạy nhắm như cái nhà thôi. Ủa không có nhân á anh? Không, có như đây à. Không nhắm như gì hết à. Chạy nữa đi chiêu. Không ai thấy, không thấy ai lò ra đầu cửa sổ để bắn em hết. Nữa đi. Từ từ từ. Có xe không? Không, không xe, xe hư. Xe hư à. Rồi có vẻ chiêu an toàn á, tới lượt mình đi. Đây. Bên đầu đi. Nó chờ hai thằng nó bắn lúc. Em núp sau cái bức tường đi, nhìn lên coi. Em hù anh thôi chứ không có ai đâu. Em đoán rất là đúng. Cửa mở đó mà. Quăng bơm kìa. Quăng bơm kìa, vô nhà. Nấp trong đây. Rồi mình phòng thủ khu này luôn, cái gì đó, đó. Có không, có người không? Có người không? Từ. Trên lầu 3 đúng không? Có lựu đạn không? Đừng có lên dội chết. Lấy đi. Thôi. Lấy đi. Hay già đau quá. Bơm hả? Ừ. Lấy đi. À, có lựu đạn, chọi đi. Chiêu mới dụ á, đéo có nào đâu, chiêu dụ á. Phải lên thằng chiêu. Chết rồi rồi. Cái gì? Có ai không? Không. Thanh niên dù cả đầu đòi. Giỡn bấy. Vui không? Vui không? Vui. Ok, mình phòng thủ khu này nha. Chủ yếu là thủ hướng hướng đông á, hướng đông nam, tại vì bọn thành phố kia nó có thể ra đây. Sống qua nhà kia để có gì thì bắn đằng sau vưng nó được. Thì đang xuống nè. Không có chung trong nhà, đi ra ngoài mới dễ thủ. Đi ra ngoài thủ mới cạnh bức tường á. Đó, như này nè. Hình như hết nhảy cửa sổ được rồi mà. Hồi nãy mới làm được nè. Chỗ này tụi nó lút rồi. Tao làm tổng niên buổi chiều không được. Máy sạch rồi. Còn như đâu, với lại mình full đồ rồi, không cần. Nó mở cửa rồi nè. Đập dạ chiêu. Mất thời gian lắm. Rồi. Ê, có nhắm không? Có nhắm không chiêu? Rảnh vừa hay chiêu. Nhắm gì cũng được, mày có nhắm được rồi. Tao là không có cái nhắm gì mà. Cho mày ủ không? Rồi nè, đó. Tao rút cái UMB của tao để cho mày luôn á. À, quan trọng gì vậy? Mày có nhắm nào đây? Ê, sống bên tù luôn ta. Ôi, nhà bên kia cao, mấy bạn đứng từ nhìn thấy cao mà. Cao hơn nhưng mà nhìn từ cửa sổ ra biết. Tiếng xa. Hướng. Ủa, cũng đâu hai mà. Mới nghe mà đâu mất đi rồi. Mày hướng mấy ba, còn mấy ba hả cha. Không thấy xe nào hết nha. Có tiếng súng. Ừ. Hướng trên đồi, hướng đúp. Trên đó bao la lắm, không biết kiếm được, kiếm không được nữa đâu. Thủ ở đây đi, để chờ vòng tiếp theo. Kiếm thấy bán không được rồi. Giờ mình thủ ở phía đông nam trước, từ Muta nó qua nè. Sợ tụi nó qua thôi. Đóng cửa lại, đóng tất cả cửa lại. Đóng rồi. Mới còn mấy nhà dưới đó còn mở không, quên nữa. Tụi nó thấy cửa mở, tụi nó chủ quân. Đây, tụi đóng hết cửa lại. Đóng hết cửa lại, trả nguyên diện trạng cho tụi nó. Ok. Nó liệu cái quần mà chú. Cái này có không? Mày nó có cái này. Lên đây chi hả cu? Một người đủ rồi. Đang xin cho AK. Xin AK hả? Điêm liền. Vậy quăng cái khẩu cái tiểu liên 16
Khỏi khỏi. Có M16 rồi. Biết biết. Giỏi gì? Cho anh đợn này. Đại gì? 60 viên. Viên gì đâu? Đợn nam, đợn nam. Không có. Không thấy thế nào chạy vòng nữa. Mình okay. Chạy này, mình chuẩn bị chạy vòng này. Mình cũng khá gần cái vòng, chưa cần chạy đâu. Một phút chưa chạy sớm hơn. Một phút và chạy, chạy ra đây, chạy sát vòng luôn. Dạ, dạ. Thiếu đồ quá. Gì kêu tẹt 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 không phải. Mình nghiên cứu cho này. Này cho anh đọc bài này. Không cho súng cho đầu này đó. Đù, giờ nó còn thả rốt tút ngoài kia nữa kìa. Ủa sao sao nó lại thả ngoài, ai lượm được đâu đúng không? Ủa phải cái đó cái rốt không, thấy màu đỏ nha. Mà màu đỏ rộng dữ. Thôi hết giờ, đi. Tới giờ đi. Hướng này, follow me. Để anh đi cướp anh kinh sót. Trinh sát thì giờ đi thẳng vô luôn với trinh sát gì nữa. Còn mấy nhà đây còn đóng cửa nè. Xô nở không lút. Màu xanh đi ngược. Đi vòng cái đường này lên chứ không phải đi thẳng vô. Đi thẳng vô. Thôi chẳng có người nha mày. Phải lỡ. Ok tôi chịu. À tiếng mày đóng cửa hả? Có nhiều cái chỗ. Có nhiều cây để mình núp cho dễ nữa. Thả kìa. Xa mà lắm. Gần mà, mới gần mà. Gần mà. Có điều mình đi bộ dễ ngủm thôi. Có xe tiếng xa, tiếng xa, tiếng xa, tiếng xa. Ồ. Má không, má không, má không. Thôi nó có dựng đây không đã. Nó thấy nó rồi, nó thấy nó rồi. Một thằng gục, hai thằng gục gì đó. Để em tới, để em tới, để em tới luôn. Cú. Sau lưng nó kìa, phóng phóng. Sau lưng nó kìa. Rồi xong, chết hết. Hên quá, thank you. Ê, sau lưng. Sau lưng có, sau lưng có. Ồ, nó bắn một cái là chết á. Phía trước, sau lưng gì, theo hướng 240. Nhưng mà không biết ở đâu thôi. Ôi, có một người bị thương kìa. Ôi. Nơi trên đồi nó bắn xuống. Cái đầu phòng. Đã biết hướng nào luôn. Hướng ở trên đồi á. Đúng rồi. Nằm xuống. À. Sau lưng có mà, tôi có sau lưng có mà. Như tới hai hướng rồi. Ôi có vào không? Hai cái tội canh sát giờ đi không. Xảy ra chuyện là không được giờ. Đi nếu bắn chứ không phải là bị cái dòng móc mắt ra giờ. Nếu mà cái dòng không tới có chết không? Không. Bóc cổ chết. Mất mắt giờ. Lấy trời mốt đi thi đi đâu á hả? Cũng canh đúng giờ đi bể bến xe.
Thôi em nghỉ, em đi ăn cơm. Mấy giờ? À, 10 rưỡi rồi, thôi. Mới có 10 giờ thôi. Thôi nghỉ nha. Dạ. Rồi.